Đợt này không thấy em lên máy đồng nước tạo kiềm Livelac SD 501 nữa Em không bán nữa à Đợt trước thì thấy em lên nhiều clip về dòng máy này Đấy là cái câu hỏi mà tôi nhận được rất là nhiều Từ phía khách hàng trong những cái khoảng thời gian gần đây Thì câu trả lời là dòng SD 501 này Là một dòng có doanh số bán chạy nhất Trong cái phân khúc máy đồng nước tạo kiềm mới nguyên thùng các bạn nhé Đại lý phân phối cho hãng ấy Thì có bảo với tôi một câu như thế này em là đơn vị mà bán dòng SD51 và dòng K8 chạy nhất so với các cái cửa hàng mà anh phân phối tại Hà Nội. Thế đấy chính là cái lý do mà hàng mà anh luôn dành cho em nhiều hơn các cái cửa hàng khác. Và đấy cũng chính là lý do mà các bạn thấy hai mẫu này rất ít khi kho Nhật Bùi Huy cháy hàng. Cứ gần hết thì lại hết để có hàng về tiếp. Đấy trong khi đó thì thị trường rất nhiều khi bị cháy hàng hai cái model này. Tại kho Nhật Bùi Huy thì hai cái model này là hai cái model mà có doanh số bán chạy nhất các bạn ạ một tháng thì sẽ trung bình lắp khoảng tầm 80 máy chỉ riêng dòng SD51 và dòng K8 đấy thế các bạn hình dung là một cái lượng bán nó không hề nhỏ chưa tính là các cái model khác ngày hôm nay thì kho Nhật Bùi Huy sẽ đi lắp bốn 4 máy Livlac SD51 cho khách hàng trong đó thì sẽ có một máy là bản Platinum là bản cao cấp của dòng SD51 có rất nhiều khách hàng thắc mắc bảo tại sao mà cái dòng Liverlack sd một và K8 giá bây giờ nó lại rẻ hơn giá ngày xưa nhiều như vậy. Thì trong clip tiếp theo tôi sẽ chia sẻ đến các bạn về cái vấn đề này các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến nhà khách hàng tại vì hôm nay hơi vất vả một tí là bốn đơn thì lại ở bốn nhà khác nhau mà tương đối là cách xa. Đó, chứ bình thường thì có khi là lắp bốn đơn cho bốn nhà rất gần nhau, ví dụ anh em hay là hàng xóm. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt ở nhà cô Hòa ở Yên Nghĩa, Hà Đông. Khu này thực sự rất là yên tĩnh các bạn ạ. Nếu mà ở thì ở những khu như này mới sướng. Không hồ nào láo nhiệt, rất là yên tĩnh. Cô Hòa là một khách quen tại không nhật Bùi Huy nhiều năm nay rồi. Đấy, đi ngay vào đầu cửa chúng ta thấy một cái máy lọc không khí của Daikin. là cô mua tại kho nhật Bùi Huy. Vào trong này thì thấy một cái máy rửa bát. Nhưng mà riêng cái bếp từ với lại cái hút mùi thì cô thích lắm nhưng không dùng được. Tại vì cái bếp nhà cô nó hơi mỏng nên là không dùng được bếp từ hút mùi các bạn ạ đó sau khi lắp máy xong thì nhà cô hòa cũng lắp một con lưu lắc sd 51 các bạn nhé khi mà lắp xong thì kỹ thuật kho nhật bửu huy sẽ test máy sẽ test nước bằng dung dịch thử độ ph các bạn ạ Đấy, gọi là test cho yên tâm thôi chứ còn cái máy mới thì các bạn biết là đây lại là một thương hiệu có thể nói là số 1 về máy lọc nước tạo kiềm ở trên thế giới chúng ta hoàn toàn là yên tâm về cái chất lượng mà cái nguồn nước mà máy nó tạo ra các bạn ạ cô bà có chia sẻ là cái máy lọc nước tạo kiềm này thì hai cô chú cũng đã tìm hiểu và nghiên cứu lâu rồi đấy thế nhưng mà chưa dám quyết định lắp thì vì giá tiền của nó cũng không không hề thấp thế nhưng mà gần đây thì những người thân xung quanh cô dùng rất là nhiều anh em bạn bè dùng rất nhiều và hai cô chú quyết định là sẽ đầu tư một cái máy lọc nước tạo kiềm để mang lại nguồn nước kiềm tốt cho sức khỏe cho cả gia đình cô ở trước mà khi cô chưa lắp cái máy lọc nước tạo kiềm này thì cô cũng thường xuyên mua cái nước kiềm đóng chai về uống Thế nhưng mà như các bạn đã biết ấy thì nước kiềm bóng chai thì nó không thể nào giữ 100% được khoáng chất cũng như là chỉ số hydrogen ở trong nước. Rồi chúng ta sẽ chạy số đến trường hợp thứ hai thôi. Nhà khách hàng thứ hai thì chúng ta sẽ lắp một con Livlar SD501 thế nhưng mà nó là bản Platinum hàng nội địa của Nhật. Với trường hợp mà nhà khách hàng này thì cái độ cứng ở trong nước nó nó cao hơn mức bình thường thế nên là chúng ta sẽ dùng thêm một cái cột hạt Laset để khử bớt cặn canxi các bạn nhé Đây nhìn cái con uh, Platinum nhìn nó khác hẳn con thường đúng không các bạn Màu uh, Titan Nhìn rất là đẹp đúng không ạ Lắp xong thì tất cả chúng ta đều phải test nước hết Để xem xem là nó điện phần có tốt hay không Đấy là cái quy trình để cho khách yên tâm thôi Chứ còn máy mới nguyên thùng mà Thực ra hôm nay thì uh, lộc lá rồi các bạn ạ Lắp uh, 4 con liền 4 con SD51 liền Đấy Chứ bình thường trung bình một ngày thì cũng chỉ lắp khoảng tầm 3 con thôi. Đấy, trung bình một ngày sẽ lắp khoảng 2 đến 3 con. Livlac ed một và máy K8. Xong rồi, chúng ta sẽ tiếp tục chạy show sang trường hợp nhà thứ ba. Đấy, chắc chỉ kịp quay ba nhà thôi các bạn ạ. Tôi thấy rất nhiều khách hàng lăn tăn không muốn chi một vị trí cho cái máy nào lúc tạo kiềm ở trên cái bệ bếp. Đấy, nhưng nhà khách hàng này lại khác hoàn toàn các bạn ạ. Nhà khách hàng này thì không thể đặt ở trên bệ bếp, nhưng khách hàng vẫn quyết lắp bằng được. Đấy và giải pháp là gì? Giải pháp là phải lắp một cái giá ở bên ngoài, các bạn ạ. Nhìn nó hơi cồng cành một tí, nhưng khách hàng bảo là à, anh phải dùng bằng được đấy, cái máy này, tại vì anh đã nghiên cứu rất nhiều về nó và người nhà của anh là làm trong ngành nhi, nên các bạn nhìn đấy phải lắp một cái giá ra ngoài như thế này. Thế trong khi nhà chúng ta có một cái bệ bếp rất to mà chúng ta không cho nó một cái vị trí nó đặt Thực sự là nó rất đáng để đứng được một vị trí ở trên cái bàn bếp của chúng ta đấy các bạn ạ Nếu các bạn đang quan tâm về máy lọc nước tạo kiềm thì hãy liên hệ với tôi các bạn nhé